Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng kể qua vài nét của Ngài Nguyệt Khê. Ngài Nguyệt Khê tốt nghiệp tại trường đại học ở Thượng Hải, rất giỏi về ngoại ngữ Anh, Pháp và thông thạo triết học Đông Tây Phương. Người biên tập cuốn Nguyệt Khê Ngữ Lục và các tác phẩm của Ngài đem gom lại thành quyển Cội Nguồn Truyền Thừa và Phương Pháp Tu Trì của Thiền Tông. Tôi rất tiếc vì những đệ tử của Ngài sau này trong việc xuất bản lấy ý mình xen vào, nhiều người đọc không biết, nhưng khi tôi đọc thì biết sự khác nhau. Vì lời nói của người chưa kiến tánh với người đã kiến tánh khác nhau mà người thường không thể phân biệt được. Cũng như Kinh Pháp Hoa, do người trứ tác chấp thật có Bồ Tát Quán Thế Âm tại núi Phổ Đà, nên trong phẩm Phổ Môn, người ta in thêm 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi chấp thật có một vị Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi trên chiếc thuyền tuần tra nơi biển. Hễ gặp ai cầu cứu thì hiện thân đến cứu giúp, mà chẳng biết là do tự tánh Quán Âm tự cứu, chỉ vì mọi người tin không nổi thôi. Bạch Hòa Thượng, người thời nay có phương tiện đầy đủ, đáng lẽ dễ kiến tánh hơn, tại sao lại khó hơn đời xưa? Do người thời nay trí thức logic quá mạnh, cái gì cũng phải hợp logic, nhưng tâm linh thì chẳng thể hợp với logic, vì logic là nghịch với tâm linh, chướng ngại tâm linh hiển hiện, tức là hiển thịnh thì ẩn suy, thời nay do hiển quá thịnh nên ẩn phải suy. Bạch Hòa Thượng, ở nước Mỹ người ta cảm thấy đi đến đạo Phật chẳng thể giải thoát. Đạo Phật thời nay rất phức tạp, nhiều người dùng chủ quan của mình để giải thích Phật Pháp, ấy điều nghịch với giáo pháp của Phật Thích Ca. Bởi vì Phật Thích Ca chẳng kiến lập chân lý, vừa nói ra liền phủ nhận. Nay các nhà Phật học lại cho lời nói của Đức Phật là chân lý, nói thế giống như ngoại đạo rồi. Bạch Hòa Thượng, trên đường tu hành, chúng con khi thì hăng hái, khi thì giải đãi, làm thế nào để khắc phục cái giọng tri của mình? Lỗi tại có tri giác. Kinh Lăng Nghiêm nói, tri giác nải chúng sanh. Nay hãy nhìn qua thế giới vạn hữu, con người cho con cọp, beo, sư tử là ác thú, nhưng họ không bao giờ giết hại đồng loại, và chỉ giết hại loài vật khác khi lúc đói, khi ăn no rồi thì không. Còn con người, ngày thường thì giết hại các loài khác như gà, vịt, cá, heo, ngoài ra còn giết hại đồng loại như trong lúc chiến tranh. Ấy đều là hành động theo sự hiểu biết của mình, rồi lập ra chủ trương của mình, tức dùng bộ não làm chủ. Bộ não phải nhờ ngũ giác quan, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Con mắt thì muốn nhìn đẹp, chê xấu, lỗ tai thì thích tiếng khen, ghét tiếng chê, lỗ mũi thì muốn ngửi cái thơm, không chịu cái thối, lưỡi thì muốn ăn cái ngon, chê cái dở. Tất cả đều theo bộ não mà thỏa mãn dục vọng của mình, đến khi không thể thỏa mãn thì giết hại. Đức Phật là muốn cho Phật tánh làm chủ, chấm dứt chủ quyền của bộ não. Tu hành đạt đến mục đích cuối cùng là để Phật tánh làm chủ. Đối với những người chẳng phải vì mục đích này, hoặc chỉ do hứng thú thì có hứng thì siêng năng, hết hứng thì giải đãi. Có khi do bị ngoại cảnh lôi kéo khiến giải đãi vân vân, nên phải tập dần dần. Bạch Hòa Thượng, trong quyển Trung Phong Pháp Ngữ đề ra 4 điều dễ và 4 điều khó. Nói 4 điều dễ là để cho nhập đạo, 4 điều khó để cho tiến lên con đường đạo là như thế nào? 4 điều dễ là để tạo lòng tin, có lòng tin mới có thể nhập đạo, vì tin là mẹ của công đức, nhưng hễ chấp vào chỗ đó thì 4 điều dễ sẽ đưa mình xuống địa ngục. Phải giải quyết 4 điều khó rồi thì 4 điều dễ này là dễ, nếu không thì 4 điều dễ này là dễ xuống địa ngục vậy. Bạch Hòa Thượng, tại sao đã có Thiền Tông rồi lại còn có Mật Tông? Mật Tông lúc ban đầu kỳ thật là của ngoại đạo. Sau khi Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm, do Ngài Long Thọ, tổ thứ 14 của Thiền Tông chỉnh sửa lại, khiến những ngoại đạo đương thời trở về chánh pháp, nên Ngài làm tổ cho 6 môn phái. Bạch Hòa Thượng,
thế nào là bình thường tâm? Bình thường tâm tức tâm như hư không chẳng dính mắc, là nói người đã kiến tánh. Dù cho bom nguyên tử làm nổ tung trái đất này, tất cả đều tiêu tan, nó vẫn bình thường. Chứ không phải trong cuộc sống hàng ngày trải qua một cách bình thường gọi là bình thường tâm. Tâm của con người chưa kiến tánh thì chẳng thể bình thường được, ấy là điên đạo. Bạch Hòa Thượng, con người hỏi Thiền sư Nam Tuyền: dưới pháp hội của Ngũ Tổ có 500 vị, người nào cũng thông thái và giỏi pháp lý, vậy tại sao Ngài chẳng truyền y bát cho người khác mà lại truyền cho Lục Tổ Huệ Năng? Ngài Nam Tuyền đáp: sở dĩ truyền cho Huệ Năng vì Ngài không biết Phật Pháp nhưng biết đạo. Nghĩa này là thế nào? Đức Phật trong Kinh Kim Cang nói: chẳng có pháp gọi là Phật Pháp, pháp phi pháp, phi phi pháp. Ai nói ta có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Vô pháp khả thuyết gọi là thuyết pháp, không có pháp thì làm sao biết Phật Pháp? Vì ngộ được vốn là chẳng có pháp, nhưng chẳng phải phủ định tất cả các pháp. Pháp nào cũng y như cũ, cái tách vẫn là cái tách, quả cam vẫn là cam, chứ không có ý của cá nhân xen vào. Bạch Hòa Thượng, vậy thế nào là đạo? Cũng vậy thôi, Thiền Tông là hiểu thiền, hiểu đạo cũng không cho. Đạo là đường đi, muốn ngộ đến cuối cùng thì phải đi đúng đường lối. Ví như tham tổ sư thiền, đường lối thực hành tức là đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo mà có thể nói được thì chẳng phải là đạo, vì không có nhất định. Tất cả nói được đều chỉ là phương tiện, là cơ xảo. 84.000 pháp môn là 84.000 con đường. Đạo của Tịnh Độ khác, đạo của Thiền Tông khác. Dù đường đi mỗi mỗi khác nhau, chỗ đến thì chẳng khác. Bạch Hòa Thượng, ngoài công án ra, có cách nào cho người thời nay tu hành được thích hợp không? Công án không bị thời gian không gian hạn chế, khác hơn khoa học. Khoa học dần dần tiến bộ, còn công án là để phát hiện Phật tánh. Phật tánh thì không thể tiến bộ, vì hễ có tiến bộ là pháp sanh diệt. Ví như công án uống trà của tổ Triệu Châu. Có người đến gặp Triệu Châu, Ngài hỏi: trước kia đã có đến đây chưa? Dạ chưa. Uống trà đi. Người khác đến, Ngài lại hỏi: trước kia đã đến lần nào chưa? Dạ có. Uống trà đi. Viện chủ hỏi: sao người nào Ngài cũng bảo đi uống trà? Ngài nói: viện chủ, dạ, uống trà đi. Bất kể thời xưa, thời nay, thuyết pháp phải tùy cơ. Trên phù hợp ý Phật, dưới khế hợp đương cơ. Phù hợp ý Phật chẳng có tiến bộ, khế hợp đương cơ cũng chẳng có tiến bộ. Bạch Hòa Thượng, đường lối tham thiền chỉ có một, nhưng trong lúc công phu, vì căn cơ khác nhau, mỗi người đi một lối rẽ, vậy là thế nào? Thoại đầu dù có muôn ngàn, nhưng đều chỉ là một cái không biết. Tất cả đều là tác dụng kích thích cái không biết, và kháng thoại đầu chỉ là nhìn vào chỗ không biết mà thôi. Bạch Hòa Thượng, người tu tổ sư thiền có thọ Bồ Tát giới không? Có. Đại thừa và tối thượng thừa đều có thọ giới Bồ Tát. Vì đại thừa là Bồ Tát thừa, tu sĩ đại thừa phải thọ giới Bồ Tát, nếu không thì chưa phải đại thừa. Cư sĩ thì thọ hay không thọ cũng được. Còn tiểu thừa, thanh văn thừa thì không thọ giới Bồ Tát, chỉ thọ giới tỳ kheo mà thôi. Bạch Hòa Thượng, người kiến tánh rồi còn sanh tử không? Thiền sư Pháp Diễn là thầy của Ngài Đại Huệ và Viên Ngộ. Lúc đó, ba huynh đệ Viên Ngộ đều tưởng mình đã ngộ, nhưng thầy lắc đầu không ấn chứng. Ba huynh đệ rất tức giận, xin ra đi. Thiền sư Pháp Diễn nói: sau này bệnh nạn mới biết ý của thầy. Vì hễ ngộ thì giải thoát được sanh tử, chưa ngộ triệt để, đến khi bệnh nặng, dùng sự ngộ đối trị không nổi, lúc đó mới nhớ lại lời của thầy rồi quay trở về. Ngài Viên Ngộ quay về được một tháng thì kiến tánh triệt để.
Bạch Hòa Thượng, tại sao Đại Thông Trí Thắng Phật mười kiếp ngồi đạo tràng mà chẳng thành Phật đạo? Đại Thông Trí Thắng Phật là Bích Chi Phật, tu theo Trung Thừa, vì chấp ngồi nên chẳng thể thành Phật, chỉ chứng quả viên giác. Bạch Hòa Thượng, hành giả tham tổ sư thiền có phải gấp rút đề câu thoại để thúc đẩy nghi tình không? Không có lấy ý mình để thúc đẩy gì cả, chỉ cần đừng nổi lên một niệm nào thì đã đủ rồi. Bất cứ nổi lên niệm gì đều là tâm trộm cắp. Ngài Ẩn An gọi đó là dụng tâm sai lầm. Tổ nói, người tham thiền rất kỵ dụng tâm sai lầm, minh tâm kiến tánh là dụng tâm sai lầm, thành Phật thành tổ là dụng tâm sai lầm, xem kinh giảng giáo là dụng tâm sai lầm, đi đứng nằm ngồi là dụng tâm sai lầm, ăn cơm ăn cháo là dụng tâm sai lầm, đại tiện tiểu tiện là dụng tâm sai lầm, nhất động nhất tịnh, nhất giảng nhất lai là dụng tâm sai lầm. Lại còn có một chỗ là dụng tâm sai lầm mà tôi không dám nói trắng ra. Tại sao? Nhất tự nhập công môn, cửu ngu xe bất xuất. Ý nói, bất cứ nổi lên niệm gì đều là dụng tâm sai lầm. Đến chỗ nhất tâm không nổi lên vẫn còn là vô thỉ vô minh. Nhưng công phu đến chỗ thoại đầu là sắp kiến tánh, mà nếu ngồi tại chỗ vô tâm đó thì còn xa lắm. Bạch Hòa Thượng, thế nào là Phật giáo, Phật pháp, Phật học? Phật giáo là giáo lý của Phật, Phật pháp là pháp thực hành theo giáo lý của Phật để đưa mình đạt đến giải thoát tất cả khổ. Phật pháp mặc dù giúp cho sự giải thoát nhưng phải học, nên gọi là Phật học. Bạch Hòa Thượng, thế trí biện thông có phải là một trong bát nhã? Thế trí biện thông là chướng ngại cho sự kiến tánh. Vì người thế trí biện thông chấp vào thế trí của chính mình cho là cao nhất mà không buông bỏ được, nên thành chướng ngại. Bạch Hòa Thượng, thế nào là vạn pháp quy tâm? Ấy là người có tư tưởng chấp thật mới nói như vậy. Bản lai diện mục của bản tâm không có tương đối. Vạn pháp là tâm, tâm là vạn pháp, vạn pháp với tâm không phải có hai. Nếu tâm là tâm, vạn pháp là vạn pháp, tức có hai là tương đối. Cho nên Phật nói tất cả đều do tâm tạo. Vì tâm khắp không gian, khắp thời gian thì vạn pháp đều ở trong tâm, không có cái nào ở ngoài tâm. Nên nói ngoài tâm chẳng có pháp. Vậy tại sao còn nói vạn pháp quy tâm? Những người nói vạn pháp quy tâm là tư tưởng chấp thật, còn nằm trong tương đối. Bạch Hòa Thượng, tại sao Phật nói nhiều kinh? Vì muốn phá cái biết của bộ não. Chư Tổ cũng vậy, cái biết của bản tâm luôn luôn ứng dụng, nhưng không phải cái biết và không biết của bộ óc, ý thức. Vì cái biết và không biết của ý thức làm chướng ngại cái biết của bản tâm, cho nên sát na lìa ý thức là bản tâm hiện ra. Người tham học mới vào cửa, Lâm Tế liền hét. Người tham học mới vào cửa, Đức Sơn liền đánh. Những hành động của Tổ là muốn chặn ngang nguồn suối ý thức. Nếu lúc đó lìa được ý thức thì ngay đó kiến tánh. Còn lìa ý thức chưa được thì phải phát nghi, không hiểu. Như Lâm Tế bị Hoàng Bá đánh ba lần phát đại nghi, rồi sau này ngộ triệt để. Tất cả công án thoại đầu của chư Phật chư Tổ đều vậy. Ngộ là hiện lên bản tâm của mình, chứ không phải ngộ đáp án của câu thoại hay công án. Bạch Hòa Thượng, chánh biến tri và vô sư trí là như thế nào? Chánh biến tri là trí bát nhã, vô sư trí là trí không do ai dạy. Phật Thích Ca nói là pháp bản trụ, nó tự như vậy, không phải do thầy truyền cho. Bạch Hòa Thượng, ngũ thời bát giáo là gì? Ngũ giáo ở Trung Quốc có năm hệ phái: Tổ sư thiền, Giáo môn, Tịnh độ, Mật tông, Luật tông. Phật thuyết pháp chia ra làm ba giáo thời. Giáo thời thứ nhất, khi Phật mới thành đạo,
vì muốn phá chấp của phàm phu và ngoại đạo, nên nói các pháp tứ đại ngũ uẩn để sáng tỏ không thật, gồm những bộ kinh Tứ A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm và Tạp A Hàm, Tiểu Thừa. Giáo thời thứ hai, Phật vì phá chấp pháp của Tiểu Thừa nên thuyết tất cả pháp đều không thật là những bộ kinh Bát Nhã. Giáo thời thứ ba, Phật vì phá sự chấp có của Tiểu Thừa và phá chấp không của Đại Thừa nên thuyết pháp chẳng có chẳng không để sáng tỏ nghĩa bất nhị của Trung Đạo như những bộ kinh Thâm Mật, Pháp Hoa. Đây là theo thời gian mà chia ra làm ba thời, còn ba loại khác biệt. Giải thích các pháp có là đệ nhất thời, giải thích các pháp không là đệ nhị thời, giải thích giáo pháp Trung Đạo bất nhị là đệ tam thời. Ba thời này không phải y theo thời gian, chẳng kể thời gian trước hay sau, mà chỉ phân theo nghĩa loại, gọi là ba thời giáo. Không có bát giáo, bát khổ thì có, từ tam khổ cho đến vô lượng khổ. Bạch Hòa Thượng, phiền não có hai: nhuận nghiệp vô minh, nhuận là thấm nhuần, là phiền não quá khứ. Nhuận sanh vô minh là đi đầu thai nơi tình thức, sanh khởi yêu ghét đối với cha mẹ. Hai phiền não này vốn không có tự tánh, nếu ngộ được tự tánh thì chẳng có việc gì, tức là ngay đó không tịch thì ai còn có phiền não. Không phải chỉ có hai pháp này không có tự tánh, mà tất cả pháp đều không có tự tánh. Chúng sanh và Phật cũng không có tự tánh, tức là chẳng pháp nào mà có tự tánh, vì tự tánh vô sở hữu. Tất cả pháp đều là tâm, tâm đã vô sở hữu thì các pháp đều vô sở hữu. Thiền sư Bổn Tịnh họ Trương, quê Hán Châu, xuất gia lúc còn nhỏ, được lục tổ ấn chứng nơi Tào Khê, rồi ẩn ở núi Tư Phong. Sau này được nhà vua mời vào hoàng cung đàm luận với các vị cao tăng. Thiền sư Diễn hỏi: ý của thiền sư cho thế nào là đạo? Sư nói: vô tâm là đạo. Thiền sư Diễn nói: đạo gì tâm mới có, đâu thể nói vô tâm là đạo. Sư nói: đạo vốn vô sanh, bởi tâm mới gọi là đạo, tâm chỉ là tên gọi. Nếu tâm thật có thì đạo cũng thật có, tâm đã không tìm ra thì đạo do đâu mà lập? Cả hai đều hư vọng, thảy là giả danh. Thiền sư Diễn nói: thiền sư thấy có thân tâm là đạo hay không? Sư nói: thân tâm của Sơn Tăng vốn là đạo. Thiền sư Diễn nói: vừa mới nói vô tâm là đạo, nay lại nói thân tâm vốn là đạo, há chẳng phải ngược nhau ư? Sư nói: vô tâm là đạo, tâm diệt đạo vô, tâm và đạo nhất như. Nếu nói vô tâm là đạo, thân tâm vốn là đạo, đạo cũng vốn là thân tâm vốn là không thì tìm cội nguồn của đạo cũng chẳng có. Thiền sư Diễn nói: thấy hình tướng bề ngoài của thiền sư rất nhỏ bé mà lại hiểu lý này. Sư nói: đại đức chỉ thấy tướng của Sơn Tăng, chẳng thấy vô tướng của Sơn Tăng. Kẻ thấy tướng là đại đức cảm thấy. Kinh nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nếu thấy tướng phi tướng, tức là thấy đạo. Nếu cho tướng là thật, cũng chẳng thể thấy đạo. Thiền sư Diễn nói: nay thiền sư ở nơi tướng mà thuyết vô tướng ư? Sư nói: kinh Duy Ma Cật nói tứ đại vô chủ, thân cũng vô ngã thì sở thấy cùng đạo tương ưng. Đại đức, nếu cho tứ đại có chủ là ngã, nếu có ngã kiến thì suốt kiếp chẳng ngộ đạo vậy. Thiền sư Diễn nghe xong tâm chẳng còn thắc mắc. Sư có kệ rằng: tứ đại vô chủ lại như thủy, gặp công gặp thẳng chẳng bị thử, hai chỗ tịnh uế chẳng sanh tâm, thông nhãn đâu từng có ý khác, gặp cảnh chỉ như thủy vô tâm, tung hoành trên đời có việc gì? Thiền sư Trí Minh hỏi: nếu vô tâm là đạo thì ngói đá vô tâm cũng là đạo, lại nói thân tâm vốn là đạo,
thế thì tứ sanh thập loại có thân tâm cũng là đạo. Sư nói, nếu hiểu theo kiến văn giác tri thì càng xa với đạo, là kẻ cầu kiến văn giác tri chứ chẳng phải kẻ cầu đạo. Kinh nói, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, lục căn còn không thì kiến văn giác tri do đâu mà kiến lập? Tìm nguồn đã chẳng có thì chỗ nào còn tâm, đâu thể đồng với cây cỏ ngói đá. Trí Minh bịt miệng. Sư có kệ rằng, kiến văn giác tri vô chướng ngại, thanh hương vị xúc thường tam muội, như ở nơi không đều sanh ra, chẳng lấy chẳng xả chẳng yêu ghét. Nếu nơi tiếp xúc vốn vô tâm mới được gọi là quán tự tại. Thiền Sư Chân hỏi, đạo đã vô tâm, vậy Phật có tâm chăng? Phật với đạo là một hay là hai? Sư đáp, chẳng một cũng chẳng hai. Thiền Sư Chân hỏi, Phật độ chúng sanh là có tâm, đạo chẳng độ người là vô tâm, một độ một chẳng độ thì đâu thể chẳng hai. Sư đáp, nếu nói Phật độ chúng sanh, đạo thì chẳng độ, ấy là đại đức vọng sanh nhị kiến. Còn Sơn Tăng không phải vậy. Phật là hư danh, đạo cũng vọng lập, cả hai đều chẳng thật, thảy đều là vọng sanh. Trong một cái giả làm sao phân ra làm hai? Thiền Sư Chân hỏi, Phật với đạo tuy là giả danh, thì giả danh này ai lập? Nếu có kẻ lập thì đâu thể nói không. Sư đáp, Phật với đạo bởi tâm mà lập, tuy lập nhưng tâm vẫn là không. Tâm đã là không, liền ngộ cả hai đều chẳng thật, biết như mộng huyễn thì ngộ vốn không. Cưỡng lập hai tên thật với giả, ấy là kiến giải của nhị thừa. Do đó, sư thuyết kệ vô tu vô tác rằng, thấy đạo mới tu đạo, chẳng thấy làm sao tu. Tánh đạo như hư không, hư không lấy gì tu? Quán khắp người tu đạo, dạch lửa tìm bọt nước, thấy xem hát múa rối, dây đứt hết cả thôi. Thiền sư Pháp Không hỏi, Phật với đạo đều là giả danh, vậy 12 phần giáo cũng không phải thật, tại sao các tôn túc xưa kia đều nói tu đạo? Sư đáp, đại đức hiểu lầm ý người xưa rồi. Đạo vốn du tu mà đại đức cưỡng tu, đạo vốn du tác mà đại đức cưỡng tác, đạo vốn du sự mà lại cưỡng sanh nhiều sự, đạo vốn du tri mà cưỡng sanh nhiều tri. Kiến giải như thế trái ngược với đạo. Các tôn túc xưa chẳng phải như thế, chỉ vì đại đức không hiểu thôi. Suy nghĩ kỹ xem. Sư có kệ rằng, đạo thể vốn vô tu, vô tu tự hợp đạo. Nếu khởi tâm tu đạo, người ấy chẳng hiểu đạo, bỏ mất tánh nhất chân, lại vào chỗ náo nhiệt, bỗng gặp người tu đạo, tốt nhất chớ hướng đạo. Thiền Sư Am hỏi, đạo đã giả danh, Phật cũng vọng lập, 12 phần giáo dùng để thuyết pháp độ sanh tất cả đều vọng, thì lấy gì độ sanh? Sư đáp, vì có vọng nên mới lập chân để đối trị cái vọng. Nay truy tìm tánh vọng vốn không thì chân cũng đâu có. Nên biết chân vọng đều là giả danh, hai việc đối trị với nhau nên chẳng thực thể. Suy tìm cội gốc thì tất cả đều không. Thiền Sư Am hỏi, đã nói tất cả đều vọng, vọng cũng đồng chân, chân vọng chẳng khác, vậy là vật gì? Sư đáp, nếu nói vật gì thì vật gì cũng vọng, khi nói không tương tự chẳng so sánh, đường ngôn ngữ dứt như chim bay trên hư không chẳng có dấu vết. Thiền Sư Am cảm thấy hổ thẹn kính phục. Sư có kệ rằng, suy chân chân vô tướng,
tìm vọng vọng giả danh. Ngộ đạo cũng như thế, rốt cuộc chỉ là vậy. Thiền sư Đại Tánh hỏi: Lời thiền sư rất vi diệu, chân vọng điều diệt, Phật đạo đồng quy, tu hành tánh không nên tướng chẳng thật. Thế giới như quyển, tất cả giả danh, lúc hiểu theo như thế chẳng phải đoạn dứt hai gốc thiện ác của chúng sanh ư? Sư đáp: Hai gốc thiện ác bởi tâm mới có, tìm tâm có thì gốc mới có, suy tâm đã không thì gốc do đâu mà lập? Kinh nói: Pháp thiện và pháp bất thiện từ nơi tâm quá sanh, thiện ác nghiệp duyên vốn chẳng có thật. Sư có kệ rằng: Thiện cũng từ tâm sanh, ác cũng chẳng lìa tâm, thiện ác là ngoại duyên, nơi tâm thật chẳng có. Bỏ ác về chỗ nào, lấy kiến để ai giữ? Than ôi người giữ kiến, phan duyên chạy hai đầu. Nếu ngộ tâm vốn không, mới biết trước lỗi lầm. Có đại thần hỏi: Thân này từ đâu đến? Trăm năm sau đi về đâu? Sư đáp: Như người lúc mơ từ đâu đến, lúc thức tỉnh đi về đâu? Đại thần hỏi: Lúc mơ chẳng thể nói không, lúc thức tỉnh chẳng thể nói có, dù có nhưng vô vãng lai mà chẳng xứ sở. Sư đáp: Thân của Sơn Tăng này cũng giống như mộng. Khai thị kệ rằng: Đời người như trong mộng, trong mộng thật náo nhiệt, bỗng giác dạng sự như, đồng như người mới thức. Người trí ngộ diệt mộng, kẻ mê tin mộng thật. Tỉnh mộng như là hai, khế ngộ thì chẳng khác. Phú quý với bần tiện, chẳng có đường phân biệt. Năm thứ hai, niên hiệu Thượng Nguyên nhà Đường, sư Viên Tịch, vua ban hiệu Đại Hiển Thiền Sư.